Mỗi năm có hơn chục cơn bão từ Biển Đông đổ bộ vào Việt Nam. Nhưng trong lịch sử, chưa bao giờ một tháng có tới 5-6 cơn bão dồn dập đổ bộ cùng lúc. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, tình hình các tỉnh miền Trung càng lúc càng nguy hiểm hơn. Cơn bão số 9 từ khi vào Biển Đông, bão liên tục tăng cấp độ, hoàn lưu mây bao trùm toàn bộ tâm bão. Đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất từ đầu năm đến giờ, gây ra gió cực mạnh, sóng rất lớn trên Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Một điều lưu ý khi bão đổ bộ mà rất nhiều người chưa biết. Khi cơn bão đổ bộ, gió sẽ thổi theo hướng Tây Bắc, Đông Bắc, sau đó sẽ có khoảng thời gian trời quang tạnh, không mưa, chính là lúc tâm bão đi qua. Khi vào bờ khoảng 15 km thì sẽ có khoảng 30 phút trời yên bể lặng, rồi sau đó cuồng phong nổi trở lại. Nhiều bà con không biết tưởng cơn bão đã đi qua, liền đổ ra đường thu dọn đồ đạc, tôn, ván và bị tai nạn lúc này. Chúng ta đều biết, hiện nay vũ khí của con người đã đạt đến sức mạnh phá hủy trái đất. Nhưng liệu để ngăn chặn cơn bão tương tự như bão số 9, chúng ta có thể dùng vũ khí hạt nhân thổi bay nó hay không? Vâng, đó chắc hẳn là một ý tưởng khá điên rồ đúng không các bạn? Mới nghe vậy thôi thì đã nhiều người tưởng là S bị điên. Mà Việt Nam thì lấy đâu ra vũ khí nguyên tử? Vậy thì thực tế điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cố ngăn chặn những cơn bão này bởi vũ khí nguyên tử? Chúng ta sẽ làm như thế nào? Việt Nam chưa có ý tưởng, nhưng các bạn nên biết rằng các nhà khoa học Mỹ đã lên hẳn kế hoạch về việc này cách đây gần 100 năm. Giai đoạn cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960 là thời kỳ cao điểm của chiến tranh lạnh. Khi nhân loại bắt đầu ý thức được sức hủy diệt khủng khiếp của vũ khí hạt nhân và e sợ chúng, để thay đổi quan niệm của dân chúng rằng bom hạt nhân chỉ là thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt đáng sợ. Năm 1958, Mỹ quyết định thực hiện dự án Plowshare nhằm sử dụng sức mạnh hạt nhân vào mục đích hòa bình. Những người phụ trách dự án cũng nhận được nhiều đề xuất về việc sử dụng bom hạt nhân cho mục đích hòa bình. Chứng kiến sức hủy diệt của các trận siêu bão, nhiều nhà khoa học trong lịch sử đã nảy ra những ý tưởng nhằm chống lại hiện tượng thời tiết cực đoan này. Cách đây 60 năm, nhà khí tượng học người Mỹ Jack W. Reed từng đưa ra giải pháp sử dụng bom hạt nhân để chủ động tấn công và đẩy lùi bão. Ý tưởng ban đầu của ông chỉ là sử dụng bom hạt nhân làm suy yếu và thay đổi đường đi của bão. Để đạt được mục đích này, ông gợi ý kích nổ vũ khí hạt nhân giữa không trung, ngay ngoài mắt bão. Để hiểu tại sao lại có ý tưởng này được, chúng ta cần biết bão cần gì để hình thành. Bão chỉ có thể hình thành khi hội đủ 3 điều kiện. Nhiệt, ẩm và động lực để tạo xoáy. Nhà khí tượng Eric Panman đã tìm ra rằng bão chỉ có thể hình thành trên biển trong giải vĩ độ 5 đến 20 độ. Vĩ độ hai bên xích đạo có nhiệt độ cao từ 26 đến 27 độ C trở lên, đảm bảo cung cấp đủ lượng hơi nước khổng lồ bốc hơi mạnh từ mặt biển để cung cấp năng lượng ngưng kết cho bão hình thành. Nước càng nóng, guồng máy nhiệt độ càng lên cao và gió cũng tăng tốc. Lúc này, bão tăng sức mạnh. Sức mạnh của nó đôi khi đạt đến mức tương đương 5 quả bom hạt nhân một giây. Nhưng ngay khi gặp một dòng nước lạnh hơn hoặc gặp đất liền, bão giảm cường độ vì thiếu khí nóng bốc hơi. Do vậy, ý tưởng đặt ra là phải thổi bay được luồng hơi nóng để khiến bão tan dần. Và chỉ có một vụ nổ kinh hoàng mới làm được điều đó, chính là vụ nổ hạt nhân. Để thực hiện kế hoạch này, cần có tàu ngầm di chuyển dưới nước đến dưới mắt bão. Vì nếu tàu chiến di chuyển trên bờ thì sẽ không thể ổn định vì trong tâm bão sóng có thể cao tới cả chục mét. Sức gió hàng trăm km/h, khó có con tàu nào hay chiếc máy bay nào có thể trụ vững dưới sức mạnh đó. Vì vậy, di chuyển dưới lòng đại dương sẽ là con đường an toàn nhất. Một khi tàu ngầm ở đúng vị trí, quả bom hạt nhân sẽ được kích nổ và tạo ra vụ bom nguyên tử. Mục đích nhằm thổi bay tất cả không khí nóng và mang lại không khí lạnh dày đặc hơn vào cơn bão. Vụ nổ như vậy có thể ảnh hưởng lớn tới những dòng lưu chuyển ngang của cơn bão trong ít nhất 15 phút. Do bị nhiệt lượng khổng lồ tỏa ra từ vụ nổ bom hạt nhân làm nóng, khối khí ở tâm bão sẽ bốc lên, kéo theo khí nóng trong mắt bão. Khí lạnh hơn ở rìa bão sẽ tràn vào lấp khoảng trống này và làm chậm, thậm chí làm ngừng bão. Vâng, nghe khá là dễ ăn đúng không các bạn? Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Thực tế thì sao? Các bạn có thể thấy video minh họa. Chẳng có gì xảy ra cả. Quả thật đáng buồn. Sức mạnh khủng khiếp nhất của con người không khác gì là muỗi đốt inox so với sức mạnh tự nhiên. Tại sao lại như vậy? Lý do không có chuyện gì xảy ra là vì lượng năng lượng một cơn bão phát triển hoàn chỉnh
có thể giải phóng năng lượng này lớn hơn rất rất nhiều lần so với bom hạt nhân. Theo Niên giám Thế giới năm 1993, toàn nhân loại sử dụng năng lượng trong năm 1990 chỉ bằng 20% năng lượng của một siêu bão. Vì vậy, những quả bom nguyên tử này sẽ không tạo ra vết lõm nào trên cả một cơn bão. Không phá hủy được bão, nó còn đem lại thứ nguy hiểm hơn gấp ngàn lần, đó chính là phóng xạ. Cơn bão không bị phá hủy sẽ mang theo các chất phóng xạ đổ bộ vào đất liền, và nó sẽ phá hủy mọi thành phố mà nó đi qua. Chính xác hơn, cơn bão lúc này là một quả bom hạt nhân di động. Vậy, nếu một quả bom nguyên tử không đủ sức, bạn phải cần bao nhiêu bom? Câu trả lời là hàng trăm quả bom nguyên tử. Bạn sẽ gộp tất cả chúng vào, rồi đặt tên cho nó là siêu bom nguyên tử. Chế một tàu ngầm khổng lồ để mang đi và cho nổ ngay dưới mắt bão, với hy vọng sẽ thổi bay toàn bộ cơn bão. Nhưng sau khi thổi bay được cơn bão, bụi phóng xạ sẽ lắng xuống biển, theo sóng trôi dạt khắp trái đất. Điều đó sẽ khiến con người và toàn bộ sinh vật chắc chắn sẽ tuyệt chủng vào một ngày không xa. Vì vậy, ý tưởng đánh bay bão số 9 bằng vũ khí hạt nhân hoàn toàn là một ý tưởng không hề vui. Các kỷ lục về số lượng bão trên Biển Đông liên tục được thiết lập. Đầu tiên là vào năm 2013, lần đầu tiên ghi nhận số lượng bão lên đến 14 cơn bão, cao hơn trung bình năm 4 cơn bão. Đến năm 2017, kỷ lục cũ đã bị xô đổ khi có tới 16 cơn bão hoạt động trên Biển Đông. Trước đây, bão vào Biển Đông thường không vượt quá cấp 15, nhưng từ 2016, cơ quan khí tượng đã phải bổ sung cấp siêu bão, tức là cấp 16 trở lên. Như vậy, thang đo cấp độ bão ở Việt Nam đã chia làm 4 cấp độ. Bão thường có cường độ cấp 8, cấp 9. Bão mạnh có cường độ cấp 10, cấp 11. Bão rất mạnh có cường độ cấp 12 đến cấp 15. Và từ cấp 16 trở lên được gọi là siêu bão. Siêu bão Hải Yến Haiyan 2013, một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Haiyan với sức gió cấp 16 là một trong 4 siêu bão mạnh nhất lịch sử thế giới. Vào đầu tháng 11 năm 2013, bão Haiyan đã đổ bộ vào Philippines và gây ra thảm họa. Siêu bão này đã cướp đi sinh mạng khoảng 6.000 người, khiến hàng chục nghìn người bị thương và mất tích. Bão Haiyan có sức gió hủy diệt lên tới cấp 16. Sau khi gây ra thảm họa ở Philippines, cơn bão hủy diệt Haiyan vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm 2013. Khi vào Biển Đông, siêu bão Haiyan đã mạnh cấp 17 và di chuyển rất nhanh. Trước những cảnh báo về sức tàn phá của siêu bão Haiyan, nhiều tỉnh miền Trung đã lên phương án sơ tán dân. Bão khiến 13 người chết, 81 người bị thương. Chúng ta đều có thể thấy hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng diễn biến phức tạp. Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu, cụ thể là hiện tượng ấm lên toàn cầu, có thể tác động đến các cơn bão. Dù còn nhiều tranh cãi về biến đổi khí hậu, nhưng nhận định chung được các nhà khoa học nhất trí là hiện tượng biến đổi khí hậu và trái đất nóng lên đang khiến các cơn bão mạnh lên và trở nên thường xuyên hơn. Quy luật đổ bộ của bão trong 20 năm qua cũng ghi nhận nhiều hiện tượng dị thường trái với quy luật. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.